Ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 người để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào khuya ngày 10 tháng 6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bất ngờ kiểm tra đột xuất quán Bar New Sky, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Kiểm tra chất ma túy đối với 183 trường hợp, cơ quan chức năng phát hiện 70 dân chơi, trong đó có 59 nam, 11 nữ, dương tính với chất ma túy. Được biết, trước đó Công an Thừa Thiên Huế nhận được nhiều thông tin tố giác tội phạm về ma túy tại quán bar này nên đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Qua điều tra, Công an nhận thấy quán bar này thường xuyên có những dân chơi tới đây để sử dụng ma túy trái phép nên đã lập chuyên án. Hiện nay, Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan còn lại trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.